Quý vị và các bạn thân mến, Mercedes G63 mới đã trải qua sự thay đổi lớn nhất kể từ khi được ra mắt trên toàn cầu, nhưng điều đó không khiến cho chiếc xe này mất đi những đức tính đã đi vào huyền thoại mà người hâm mộ đều biết và yêu thích. Ở thế hệ mới này, G63 tự hào có động cơ được nâng cấp giúp nâng cao trải nghiệm off-road. Quả thực, động cơ bi-turbo V8 4.0L mới mang đến sự cân bằng lý tưởng về sức mạnh và hiệu quả vận hành. Mercedes G63 là một chiếc SUV hạng sang cỡ lớn tuyệt vời. Nó được thiết kế toàn diện để có thể cung cấp một chuyến đi êm ái, vật liệu cabin xa hoa, hệ thống thông tin giải trí công nghệ cao và chỗ ngồi rộng rãi. Trên hết, anh chàng này có khả năng off-road ấn tượng, những con đường mòn đầy đá sỏi hay những đoạn đường ngập nước đều không có thể làm khó được nó. Với tất cả những đặc điểm trên, đối tượng khách hàng của G63 hướng tới không chỉ gói gọn trong các cơ quan quân đội hay chính phủ, mà còn có cả tầng lớp thượng lưu, những người muốn sở hữu một trong biểu tượng về địa vị, thể hiện sự giàu có và thành công của họ. Một trong những đối thủ khó nhằn nhất của G63 là Range Rover. Mặc dù giá khởi điểm của chiếc xe đến từ Anh Quốc phải chăng hơn, nhưng mẫu xe hàng đầu của nó lại đắt đỏ hơn đối thủ. Xét rộng hơn, cả hai chiếc SUV này đều là những mẫu xe địa hình lão luyện với động cơ mạnh mẽ. Tuy nhiên, chiếc xe của Mercedes có lợi thế hơn về hệ thông tin giải trí thân thiện với người dùng và cabin xa hoa hơn. So với đối thủ đến từ Toyota, G63 là một chiếc xe tốt hơn. Bởi lẽ, nó có thiết kế cabin hiện đại với các tính năng công nghệ mới hơn, bao gồm Apple CarPlay và Android Auto. Động cơ V8 của chiếc xe đến từ Đức cũng tạo ra nhiều mã lực và mô men xoắn đáng kể hơn so với những gì bạn sẽ nhận được từ Land Cruiser. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chiếc G63 đắt tiền hơn đối thủ. Ngoại thất của Mercedes G63 sở hữu những đặc trưng thiết kế không thể nhầm lẫn của dòng sản phẩm AMG, bao gồm cản trước mạnh mẽ, lưới tản nhiệt louver vuông vắn với logo ngôi sao ba bánh tọa lạc tại vị trí trung tâm. Chính những thiết kế được tinh chỉnh này giúp gia tăng khả năng làm mát và khả năng khí động học của xe khi vận hành. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là đèn pha bi xenon với công nghệ điều chỉnh tự động và hệ thống rửa đèn. Điều thú vị là nó cung cấp góc chiếu rộng hơn, khả năng chiếu sáng mạnh hơn, nhanh chóng hơn và linh hoạt hơn để phù hợp với tình hình thay đổi trên đường. Viền quanh đèn pha là đèn chạy ban ngày, dạng LED. Mercedes G63 có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4763x1855x1938mm, chiều dài cơ sở 2850mm và khoảng sáng gầm xe lên đến 240mm. Với phần nhô ra phía trước ngắn và góc tiếp cận cùng góc khởi hành ấn tượng mà chiếc SUV này có thể dễ dàng chinh phục những cung đường khắc nghiệt nhất theo cách đơn giản nhất. Dòng chữ V8 bi-turbo nằm trên sườn xe như một lời khẳng định cho quyền lực thực sự ẩn giấu bên vẻ ngoài mạnh mẽ của chiếc SUV AMG này. Nổi bật hơn cả ở góc nhìn ngang là bộ mâm hợp kim 7 chấu kép kích thước 22 inch, được sơn màu xám titan và có độ bóng cao. Nằm phía sau mâm xe là đĩa phanh lớn, thông gió nội bộ và được đục lỗ nhằm cung cấp khả năng giảm tốc tuyệt vời. Ngoài ra, nhờ khả năng kiểm soát chính xác và thời gian phản hồi nhanh mà hệ thống phanh giúp đảm bảo an toàn tối ưu trên đường. Phanh điện được tích hợp vào bộ kẹp trục sau và có thể được kích hoạt cũng như nhả ra chỉ bằng cách nhấn nút. Để nhấn mạnh hiệu suất của hệ thống phanh, kẹp phanh ở phía trước và phía sau được sơn màu đỏ với chữ AMG màu đen. Ở phía sau, cửa sổ có thiết kế vuông vắn và tối màu, tạo nên sự riêng tư cho khoang cabin. Đáng chú ý, G63 thế hệ mới vẫn có cửa cốp được mở ngang và ngự trị trên đó là hộp đựng lốp dự phòng cùng màu với thân xe. Ngoài đèn hậu, đèn phản quang, chiếc SUV này còn được trang bị đèn phanh trên cao, giúp xe phía sau dễ dàng nhận biết hơn. Thấp bên dưới là hệ thống ống xả AMG đảm bảo âm thanh động cơ luôn tạo cảm giác phấn khích cho dù ở chế độ lái nào. Lưu ý, vị trí ống xả có thể được điều chỉnh theo hai cách, đó là sử dụng công tắc trong bảng điều khiển trung tâm hoặc tùy thuộc vào chế độ lái đã chọn để làm cho ống xả trở nên thể thao hoặc kín đáo hơn. Cuối cùng, camera lùi là tiêu chuẩn. Nó được kích hoạt khi ở số lùi, giúp tăng cường sự an toàn trong quá trình đỗ và lùi xe. Giống như những chiếc G-Class khác, Mercedes-AMG G63 có thiết kế khá phô trương với bảng điều khiển bọc da ADSNO phối màu tương phản, nhấn mạnh vào đặc tính độc quyền của dòng sản phẩm AMG. Màn hình kép 12 inch bao phủ bảng điều khiển và tích hợp nó là hệ thống COMAND với đầu đọc DVD, ổ cứng lưu trữ nhạc lên tới 10GB, cổng nối USB NAUX in, giao diện Bluetooth, khe đọc thẻ nhớ SD và chức năng điều khiển bằng giọng nói ly ngựa Tronic. Tích hợp trên bảng điều khiển trung tâm còn có đồng hồ hiển thị nhiệt độ ngoài trời IVC dạng analog. Cả số và kim của đồng hồ đều được làm bằng kim loại, tạo ấn tượng về sự xa hoa, sang trọng.
Phía trước người lái là vô lăng ba chấu AMG Performance bọc bằng sợi carbon Dynamica Microfiber, có phần dưới được làm phẳng và được đục lỗ ở khu vực tay cầm nhằm mang đến độ bám tốt hơn trong quá trình điều khiển. Tích hợp trên đó là các nút điều khiển cảm ứng, lẫy chuyển số mạ kẽm và vạch 12 giờ. Các chức năng của cụm đồng hồ và hệ thống đa phương tiện có thể được điều chỉnh trực quan bằng các chuyển động vuốt ngang hoặc vuốt dọc của ngón tay cái. Như trong S-Class, các nút cài đặt cho hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động và kiểm soát hành trình được tích hợp ở các nan bên trái. Còn các nút điều khiển trên nan bên phải được sử dụng để kích hoạt hệ thống điều khiển bằng giọng nói, kết nối điện thoại, điều chỉnh âm lượng, lựa chọn nhạc hoặc các chức năng khác của hệ thống đa phương tiện. Một điều thú vị khác, không thể không nhắc đến là các tấm cửa của chiếc xe này được ốp thép không gỉ, giúp nâng cao giá trị cảm nhận của nội thất, đồng thời giúp bảo vệ khu vực cửa chống chảy xước. Với Mercedes G63, cả người lái và hành khách đều được tận hưởng sự thoải mái tối ưu, với ghế ngồi cũng được bọc da DSGNO độc quyền, tùy chọn các màu, đỏ leather ZK8, đen leather ZF7, vàng leather ZK6, vàng porcelain ZF6, nu leather ZH2, đỏ leather ZF5 và xám leather ZN9. Bề mặt ghế được thêu họa tiết hình thoi và logo AMG, mang đến sự sang trọng và cảm giác an toàn nhất định. Ở thế hệ mới này, ghế ngồi của G63 không chỉ cung cấp tính năng điều chỉnh điện, xa gần, độ cao ghế, lưng ghế, độ nghiêng và chiều dài mặt ghế, đập đỡ lưng, tựa đầu, mà còn cung cấp gói trang bị tiên nghi với chức năng bơm hơi năng động Multi Contour và chức năng thông gió cho ghế trước, mang lại sự thoải mái ngay cả trong những hành trình dài. Đáng chú ý hơn cả, Mercedes còn trang bị chức năng Neck Pro cho gối tự đầu hai ghế trước, có khả năng chống chấn thương cổ khi bị va chạm ở phía sau. Các công nghệ và tiện nghi khác của khoang lái bao gồm cửa sổ trời chỉnh điện, hệ thống điều hòa tự động THRMATIC, hệ thống đèn nội thất âm biển Lighting, kết nối truyền thông đa phương tiện cho các thiết bị bên ngoài. So với người tiền nhiệm của nó, chiếc SUV này dài hơn 101mm, rộng hơn 121mm và cao hơn 40mm, tạo cơ sở cho một không gian khoang hành khách rộng rãi và thoải mái hơn đáng kể. Tương tự như các ghế ngồi phía trước, ghế ngồi phía sau cũng được bọc da DSGNO 2 tông màu với bề mặt ghế thêu họa tiết hình thoi, vừa mang tính thẩm mỹ cao, vừa cung cấp độ bám tốt. Hàng ghế sau có thể được gập lại theo tỷ lệ 60/40 hoặc 100% và được trang bị tiêu chuẩn với nhiều chức năng tiện lợi cũng như được thiết kế với công thái học tốt. Do đó, nó mang lại sự chiều trụ bậc nhất cho người ngồi. Sự thoải mái của hành khách còn được tăng cường hơn nữa với các tiện nghi và công nghệ như bệ tì tay tích hợp hộc giữ cốc, cửa gió điều hòa độc lập các hộc lưu trữ tiện lợi. Không gian khoang hành lý của chiếc xe Mercedes này có dung tích là 2.250 lít, vượt trội hơn hầu hết các đối thủ khác trong cùng phân khúc. Điều thú vị là các kính cửa sổ tối màu vừa bảo vệ hành lý của bạn khỏi nắng nóng, vừa đảm bảo sự riêng tư của những người ngồi sau. Mercedes G63 được trang bị động cơ bi turbo V8 5.4L. Nó mang lại công suất cực đại 577 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 850 nm tại 2.500 đến 3.500 vòng phút. Sức mạnh được truyền tới tất cả các bánh thông qua hộp số AMG SpeedShift TCT9G. Chiếc SUV này đạt tiêu chuẩn với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4matic. Trên thực tế, hệ thống này có tỷ lệ phân phối mô men xoắn trước sau đạt 40:60, giúp xe vận hành linh hoạt hơn, đồng thời lực kéo được cải thiện trong quá trình tăng tốc. Thiết bị giảm tốc off, dốc của hệ thống cũng đã được phát triển với tỷ lệ giảm chuyển động là 2.93:1. Chính thay đổi này giúp cải thiện khả năng off dốc của G63, đặc biệt trong việc điều hướng xe ở dốc đồi cực cao. Phạm vi vòng quay thấp làm cho việc tăng tốc của G63 cảm thấy dễ dàng hơn. Và nhờ thiết kế thông minh và các tính năng hiệu suất cao của động cơ mà chiếc SUV địa hình mang tính biểu tượng này có khả năng chạy nước rút từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4,5 giây, nhanh hơn 0,9 giây so với thế hệ trước đó. AMG G63 còn tự hào có tốc độ tối đa đáng kinh ngạc là 220 km/h. Lần đầu tiên trong lịch sử của Mercedes AMG G-Class, các chế độ lái có thể được cá nhân hóa chỉ bằng một cái chạm ngón tay với 5 tùy chọn lái on, giúp khác nhau là Clevery, Comfort, Sport, Sport Cộng và Personal. Ở mỗi tùy chỉnh khác nhau, độ nặng vô lăng, phản ứng bướm ga, độ siết của ghế, hệ truyền động, kiểm soát ổn định của chiếc SUV này đều hành xử theo các cách khác nhau để có hiệu suất vận hành phù hợp nhất. Điều tương tự cũng đúng với 3 chế độ lái off-road, bao gồm San, Trail và Rock. Trong đó, chế độ Trail phù hợp nhất với địa hình lầy lội, bùn nhão. Cả 8 chế độ lái của chiếc SUV này đều được lựa chọn thông qua công tắc AMG Dynamic trên T-Apla. Hệ thống treo AMG, Drive Control với giảm sóc có thể điều chỉnh thích ứng là trang bị tiêu chuẩn.
Hệ thống điều khiển điện tử hoàn toàn tự động này sẽ điều chỉnh giảm xóc ở mỗi bánh xe theo yêu cầu hiện tại. Điều này giúp cải thiện độ an toàn và sự thoải mái khi lái xe. Cơ sở cho khả năng off-road của G63 được cung cấp bởi khung dạng bậc thang cứng bằng thép cường độ cao và thân được gắn kết bằng cấu trúc composite. Thiết kế này mạnh mẽ hơn đáng kể và phù hợp với các hoạt động địa hình hơn là kết cấu unibody. Một ưu điểm khác là nó có trọng lượng nhẹ hơn mà không ảnh hưởng đến độ bền, tuổi thọ hoạt động và chất lượng. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!